Báo 2017 này thì đội nghi thức mẫu của trường tiểu học Phú Cường A đã đạt giải nhất hội thi nghi thức đội cấp huyện và đạt giải ba, được đại diện huyện tham gia hội thi nghi thức đội cấp tỉnh và đạt giải ba hội thi nghi thức đội cấp tỉnh. Sau đây thầy mời những em có tên trong đội nghi thức các em bước lên ha. Ở lớp 5-1 gồm có các bạn Thanh Hiền, Minh Tú, Anh Tú, Minh Thư, Sô Đi, Rằng Xây, Hoàng Thơ, Thị Ngọc, Tú Ngân, Quanh Đà, Thu Thảo, Phương Quyên, Ngọc Trí, Thạch Lanh, Đăng Khoa, Mạnh Quỳnh, Kim Lợi. Ở lớp 5-2, thầy xin mời em Tường Vi, Huyền Trân, Bích Trâm, Anh Thơ, Kiều Linh. Lớp 4-1, thầy mời Kim Ngân, Nguyệt Huế, Ngọc Hoa, Thanh Thảo, Hoàng Tâm, Huyền Trân, Ngọc Châu và em Thạch Lợi. Ở lớp 3-1, thầy mời em Thanh Thảo, Mỹ Phương, Thanh Tiền, Ngọc Triệu và em Thiên Phú. Sau đây xin trân trọng kính mời thầy Dương Quang Quý, người luôn luôn theo sát các em trong các hội thi, lên trao quà và giấy khen cho các em. Thầy mời các em nổ một tràng pháo tay thật to để chúc mừng các em trong đội nghi thức mẫu. Thầy xin cảm ơn thầy Dương Văn Quý, phó hiệu trưởng nhà trường. Mời các em về vị trí. Các em về vị trí rồi các em sẽ tự đổi quà với nhau nha. Nhanh chóng lên các em. Kính thưa quý đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, tạm biệt trường, lớp, thầy cô để đón mùa hè vui tươi, bổ ích. Các em học sinh rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành, tổ chức, địa phương. Sau đây, xin đại diện nhà trường, chúng tôi xin được phép bàn giao học sinh về cho địa phương trong thời gian nghỉ hè. Kính thưa quý đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, thưa quý phụ huynh cùng các học sinh thân mến, trong buổi lễ tổng kết hôm nay, chúng ta đã được nghe những thành tích và những kết quả đạt được trong năm học vừa qua
cũng như những phần thưởng mà các em đã được nhận chứng tỏ cái nỗ lực học tập rèn luyện của các em trong năm học qua. Thì chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tiểu Cần, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh, cùng với sự đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo của thầy và trò trường tiểu học Phú Cần A, chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh về mọi mặt, về công tác giảng dạy và học tập sẽ từng bước được nâng lên. Thay mặt ban tổ chức lễ, tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ tổng kết năm học 2016-2017. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các phụ huynh học sinh. Xin kính chúc mọi người lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi, thật bổ ích. Và đến đây tôi xin tuyên bố buổi lễ tổng kết năm học 2016-2017 đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.